Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Các chuyên gia về bầu cử và thông tin sai lệch Mỹ vừa qua cho biết, những thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm mà tỷ phú Elon Musk nói về bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 đã thu hút 2 tỷ lượt xem trên mạng xã hội X trong năm nay. Song song với đó, cơ quan này cũng nhận định mạng xã hội của nhà sáng lập Tesla đóng vai trò trung tâm trong việc tạo điều kiện phát tán thông tin sai sự thật về các bang chiến trường có thể quyết định kết quả cuộc bầu cử. Theo đó, báo cáo của trung tâm chống thuần hận trên nền tảng số cho biết, ít nhất 87 đoạn đăng của tỷ phú Elon Musk trong năm nay đưa ra có chứa những thông tin về bầu cử tổng thống Mỹ mà các bên kiểm chứng phát hiện là sai sự thật hoặc gây hiểu nhầm nhưng đã thu hút 2 tỷ lượt xem. Đáng chú ý, bà Kathleen Kelley, giáo sư về khoa học máy tính tại Đại học Mellon Carnegie và là chuyên gia về thông tin sai lệch cho biết rằng việc tiếp cận gần 203 triệu người theo dõi giúp tỷ phú này thực hiện mạng hiệu ứng, nghĩa là nội dung trên mạng xã hội X có thể nhảy sang các mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin như Reddit và Telegram. Điển hình như tại Pennsylvania, một trong bảy bang chiến trường, một số người dùng mạng xã hội X dựa vào các trường hợp nhân viên bầu cử địa phương không xử lý các phiếu đăng ký cử tri chưa hoàn thiện để cho rằng đây là ví dụ của hành vi can thiệp bầu cử. Các quan chức của bang cho biết. Về vụ việc, Shiabra, công ty dùng trí tuệ nhân tạo AI để phát hiện thông tin sai lệch trên mạng xã hội cho biết, một tài khoản mạng xã hội X với 117.000 người theo dõi đã đóng vai trò trung tâm trong hỗ trợ phát tán một video giả mạo để khẳng định các lá phiếu gửi qua thư bầu trong Donald Trump bị phá hủy ở Pennsylvania. Kể từ khi tiếp quản mạng xã hội Twitter, sau đó đổi tên thành X, tỷ phú Elon Musk đã thay đổi hệ thống kiểm soát nội dung và sa thải hàng ngàn nhân viên người đàn ông giàu nhất thế giới cũng đang tích cực ủng hộ ứng cử viên Donald Trump trong cuộc đua trở lại Nhà Trắng. Được biết, tài khoản X của ông Musk đã trở thành kênh tuyên truyền cho chiến dịch của cựu Tổng thống Donald Trump. Kể từ khi công khai ủng hộ ông Trump, tỷ phú Elon Musk đã đăng ý nhất 109 lần về ông Trump và cuộc bầu cử, dù trước đây ông Elon Musk nói rằng nền tảng này phải trung lập về mặt chính trị. Với sự ủng hộ cuồng nhiệt, nếu ông Trump đắc cử, tỷ phú Elon Musk cũng có thể tận hưởng quyền lực gia tăng ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đã hứa cho cho ông Musk vị trí đứng đầu một ủy ban về hiệu quả của chính phủ nếu đắc cử. Ông Trump cũng từng tuyên bố rằng bộ óc thiên tài của ông Musk sẽ cố vấn cho Nhà Trắng về trí tuệ nhân tạo. Cùng với đó, ông Musk cũng có thể mong đợi việc duy trì hoặc thậm chí tăng cường các đơn vị hàng chính phủ cho công ty SpaceX của vị tỷ phú này cũng như chính sách ưu ái đối với Tesla. Theo dữ liệu thống kê do đài truyền hình CNN, công ty nghiên cứu dữ liệu Edison Research và Catalyst thu thập, hơn 78 triệu lá phiếu đã được bỏ tại 47 bang và thủ đô Washington DC. Những dữ liệu này cung cấp thông tin về những người chọn bỏ phiếu trước ngày bầu cử nhưng không dự đoán được kết quả bầu cử. Tính trên toàn quốc, bầu cử năm nay có ít cử tri chọn bỏ phiếu trước ngày bầu cử hơn nhiều so với cuộc bầu cử năm 2020, cách đây 4 năm. Hơn 110 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm trực tiếp hoặc qua thư, chiếm khoảng 70% tổng số người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đó. Mặc dù tổng số người bỏ phiếu trong năm 2024 sẽ phải mất vài tuần để có thể thống kê đầy đủ, nhưng số phiếu bầu sớm dự kiến sẽ chiếm gần 50% tổng số phiếu bầu năm nay. Mặc dù nhìn chung số lượng cử tri bỏ phiếu sớm giảm, nhưng ở một số bang, nhiều cử tri đã chọn bỏ phiếu trực tiếp sớm hơn so với năm 2020. Các bang chiến trường quan trọng là Bắc Carolina và Georgia đều chứng kiến số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu trực tiếp sớm đạt kỷ lục. Tuy nhiên, tổng số cử tri bỏ phiếu trước bầu cử ở cả hai bang vẫn thấp hơn năm 2020 do có ít người chọn bỏ phiếu qua thư. Tỷ lệ cử tri Đảng Cộng hòa đi bỏ phiếu sớm chiếm nhiều hơn so với cuộc bầu cử năm 2020. Năm nay, chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump đã nỗ lực hơn để khuyến khích các cử tri Đảng Cộng hòa bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư, đánh dấu một sự thay đổi lớn so với thông điệp phản đối bỏ phiếu sớm vào năm 2020. Trong một cảnh báo gần đây, cựu cố vấn kiểm soát cho quản lý chiến dịch tranh cử cho tổng thống Barack Obama, ông Jim Messina thừa nhận, Đảng Cộng hòa đang có lợi thế từ số liệu bỏ phiếu sớm và những con số này có vẻ đáng sợ đối với ứng viên Đảng Dân chủ, Phó tổng thống Kamala Harris. Tại bảy bang cạnh tranh nhất, khoảng cách giới tính có vẻ giống những lần bỏ phiếu sớm năm 2020 và năm 2022. Nhìn chung, theo dữ liệu của Catalyst, có khoảng 1,8 triệu phụ nữ bỏ phiếu sớm nhiều hơn nam giới tại Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Tuy nhiên, khoảng cách đó đã thu hẹp hơn so với cùng thời điểm 4 năm trước. Bang Georgia chứng kiến khoảng cách giới tính rõ rệt nhất. Khi cử tri nữ bỏ phiếu sớm chiếm 56% tại Arizona, tỷ lệ cử tri nữ bỏ phiếu sớm là 52% và tại Bắc Carolina con số này là 56%. Nevada có khoảng cách giới tính hẹp nhất khi tỷ lệ nam nữ bỏ phiếu sớm lần lượt là 47% đến 51%. Tại bang Pennsylvania được cho là bang có thể quyết định cuộc đua, tỷ lệ cử tri nữ chiếm 56%. Vào cuối ngày mùng 5 tháng 11, giờ Mỹ, trưa mùng 6 tháng 11 giờ Việt Nam, ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa và bà Kamala Harris, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ sẽ kết thúc cuộc đua song mã đầy gay cấn vào Nhà Trắng. Kể từ khi xuất hiện trên vũ đài chính trị, tỷ phú Donald Trump đã luôn gây chú ý và tạo ra nhiều dấu ấn lịch sử. Từ một tay ngang trở thành ông chủ Nhà Trắng, ông trở thành vị tổng thống đầu tiên bị luận tội đến 2 lần và là cựu tổng thống Mỹ bị kết án 34 tội danh. Con đường mà ông đã trải qua từ kinh doanh cho đến chính trị là một hành trình không hề bằng phẳng. Thậm chí có thể nói, ông đã vượt ngàn trông gai để đi đến vị trí như hiện tại. Ông Donald John Trump sinh ngày 14 tháng 6 năm 1946 tại quận Queens, New York, Mỹ, là con trai của một đại gia bất động sản. Từ khi còn nhỏ, ông Donald Trump đã được thừa kế tinh thần kinh doanh từ cha. Khi lên 3 tuổi, ông đã có thu nhập tương đương 200.000 đô la Mỹ mỗi năm, tính theo giá trị hiện nay và trở thành triệu phú năm 8 tuổi và đến năm 17 tuổi đã là đồng sở hữu một tòa chung cư 52 căn. Trải qua nhiều thăng trầm, năm 28 tuổi, ông Trump chính thức trở thành chủ tịch tập đoàn của gia đình, mà sau này là Trump Organization. Ông Trump là một trong những doanh nhân ít kinh nghiệm về chính trị, đã từng tranh cử và đắc cử Tổng thống Mỹ. Ông gây chấn động khi đánh bại đối thủ nổi tiếng, cựu nữ ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào tháng 11 năm 2016 với số phiếu đại cử tri áp đảo 306 so với 232 phiếu, dù thua về phiếu phổ thông để trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ, mở đầu cho một sự nghiệp chính trị đầy tranh cãi. Một trong những dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp chính trị của ông Trump là sự linh hoạt về đảng phái, khi ông đổi đảng tới 5 lần. Ông từ Đảng Cộng hòa năm 1985 sang Đảng Cải cách năm 1999, rồi qua Đảng Dân chủ năm 2001, trước khi quay về Đảng Cộng hòa năm 2009 và sau đó trở thành cử tri độc lập. Đến năm 2012, ông Trump quay lại với Đảng Cộng hòa và giữ tư cách thành viên đến nay. Năm 2015, vị tỷ phú Mỹ chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống và chiến thắng với khẩu hiệu làm nước Mỹ vĩ đại trở lại và nước Mỹ trên hết. Bốn năm tại nhà trắng của ông Donald Trump có nhiều di sản gây tranh cãi, đặc biệt là chính sách hạn chế nhập cư cứng rắn và căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng nền kinh tế Mỹ dưới thời chính quyền ông Trump đã tăng trưởng mạnh mẽ, tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục và thị trường chứng khoán đã có giai đoạn đạt đỉnh cao. Con đường theo đuổi sự nghiệp chính trị của ông Donald Trump không hề suôn sẻ. Ông từng bị Bộ Tư pháp điều tra với cáo buộc thông đồng với Nga trong các chiến dịch tranh cử cũng như đối mặt với hàng loạt vụ kiện về gian lận và hối lộ. Năm 2020, sau khi thất bại trước ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden với tỷ lệ 232-306, vị tỷ phú của Đảng Cộng Hòa đã không công nhận kết quả bầu cử và đưa ra các cáo buộc gian lận. Ông Trump bị xem là người thúc đẩy cuộc biểu tình ngày 6 tháng 1 năm 2021, chỉ 15 ngày trước thời điểm chuyển giao quyền lực, dẫn đến bạo loạn tại đồ Capitol. Sau khi rời Nhà Trắng, ông trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết án 34 tội danh hình sự liên quan việc làm giả hồ sơ kinh doanh. Một trong những cáo buộc là việc chi trả tiền bịt miệng ngôi sao phim người lớn vào năm 2016. Ngoài ra, ông cũng bị điều tra vì hành vi can thiệp vào kết quả bầu cử năm 2020 và việc lưu giữ tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở. Ngoài việc bước vào đường đua tranh cử Tổng thống năm 2024 với hồ sơ có nhiều vết đen, ông Trump cũng phải trải qua hàng loạt những trông gai khác để có thể đi đến ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 tới. Từ những nghi ngờ của nội bộ đảng, sự ngáng chân của đảng Dân Chủ, sự phản đối từ dư luận, cũng như các vụ kiện và điều tra đang diễn ra. Thậm chí, trong quá trình tranh cử, ông còn phải đối mặt với mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Trong đó có vụ ám sát hụt chấn động hồi tháng 7 ở bang Pennsylvania. Bất chấp hàng loạt bê bối và khó khăn pháp lý, ông Trump vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều cử tri, minh chứng qua số phiếu ủng hộ bám đuổi sát nút với đối thủ đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris trong cuộc đua tranh cử năm 2024. Đối mặt tất cả những trông gai đó, với phong cách mạnh mẽ, ông Trump kiên quyết tiến lên với khát vọng trở lại Nhà Trắng. Nhiều người ủng hộ tin rằng ông có khả năng vực dậy nước Mỹ một lần nữa, đặc biệt là trong bối cảnh cường quốc số một thế giới đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế, tình trạng khủng hoảng nhập cư và các thách thức quốc tế. Nhiều sự kiện trong quá khứ đã chứng tỏ rằng với ông Trump không có gì là không thể. Nếu ông thành công trong lần tranh cử này, ông sẽ lập nên một kỷ lục mới trong lịch sử chính trị nước Mỹ. Trong năm nay, cử tri Mỹ ngoài việc chọn ai trong hai ứng cử viên Donald Trump và Kamala Harris trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo, họ còn bầu ra các ghế nghị sĩ quốc hội. Khác với bầu cử tổng thống 4 năm một lần, kỳ bầu cử quốc hội Mỹ sẽ diễn ra mỗi 2 năm. Ở mỗi lần bầu cử, toàn bộ 435 ghế hạ viện và 1 phần 3 số ghế thượng viện sẽ được bầu lại. Trong Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ hiện nay, Đảng Dân chủ đang kiểm soát thượng viện với 51 thượng nghị sĩ, gồm liên minh 47 nghị sĩ dân chủ và 4 nghị sĩ độc lập. Tại Hạ viện, Đảng Cộng hòa đã giành quyền kiểm soát đa số sau cuộc bầu cử năm 2022, hiện có 220 ghế, trong khi Đảng Dân chủ là 212 ghế cùng 3 vị trí đang trống. Đài CNN ngày 4 tháng 11 dẫn thống kê từ chuyên trang phân tích bầu cử Inside Election chỉ ra trong cuộc đua Hạ viện năm nay, Đảng Dân Chủ đang có ưu thế ở 208 vị trí, trong đó Đảng Cộng Hòa là 212. Với 15 vị trí còn lại được xem là cạnh tranh xích sao, Hạ viện nhiệm kỳ mới nhiều khả năng đang chiếm đa số thì cũng không tạo được khoảng cách về số nghị sĩ quá lớn. Trong khi đó, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang dần đi đến hồi kết khi ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 đang cận kề. So với các nước trên thế giới, nước Mỹ nổi tiếng với những chiến dịch tranh cử dài hơi và có thể kéo dài nhiều năm. Như ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã tuyên bố tranh cử vào ngày 15 tháng 11 năm 2022 cho kỳ bầu cử năm 2024. Tính từ thời điểm đó đến nay, vị cựu tổng thống đã tiến hành một chiến dịch kéo dài gần 2 năm. Trước đó, trong ngày nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên 20 tháng 1 năm 2017, ông Trump đã đăng ký tái tranh cử tức trước gần 4 năm nguyên nhân nào khiến chiến dịch bầu cử tổng thống mỹ lại kéo dài như vậy theo báo washington post khác với một số nước có hệ thống nghị viện như canada và anh nơi các lãnh đạo đảng thường có vị thế và nhận thức cao trước các cuộc bầu cử mỹ có hệ thống bầu cử tổng thống độc lập do đó ứng viên mỹ phải dành nhiều thời gian để xây dựng hình ảnh và giới thiệu bản thân tới cử tri trên cả nước bên cạnh đó tài chính mới là yếu tố then chốt kéo dài thời gian bầu cử ở mỹ thông thường các chiến dịch tranh cử ở mỹ sẽ đòi hỏi nguồn tài chính lớn để chi trả cho các hoạt động như quảng cáo sự kiện vận động và chi phí điều hành trên toàn quốc vì vậy việc gây quỹ đủ số tiền này thường mất rất nhiều thời gian do đó huy động tài chính từ đầu sẽ giúp các ứng viên có sự chuẩn bị tốt hơn và kéo dài thời gian chiến dịch Bộ Quốc phòng Ba Lan đã đặt hàng số lượng lớn xe tăng chiến đấu chủ lực MBT M1A2 CV3 tối tân. Đây chính là phiên bản mới nhất của dòng MBT Abram hiện đang được sản xuất cho quân đội Mỹ. Hợp đồng quy định thời gian bàn giao xe tăng Abram cho bắt đầu vào năm 2025 và hoàn thành trong năm 2026. Mặc dù vậy, có nhiều dấu hiệu cho thấy chiếc M1A2CV3 đầu tiên sẽ tới nước Ba Lan trong năm 2024. Đại diện nhà sản xuất Mỹ là tập đoàn General Dynamics Land System nói rõ, lô xe tăng M1A2CV3 System Enhanced Package Version 3 đầu tiên dành cho quân đội Ba Lan đã sẵn sàng và những chiếc MBT này được gửi đi bằng đường biển. Thời gian để tàu vận tải từ Mỹ đến Ba Lan yêu cầu vài tuần. Vì vậy, nhiều khả năng những chiếc xe tăng M1A2 cv 3 đầu tiên, tức là phiên bản Abram mới nhất hiện đang được sản xuất, sẽ cập cảng quốc gia Trung Âu này vào cuối năm 2024. Tiến độ giao hàng như trên đã nhanh hơn khá nhiều so với lịch trình ban đầu, bởi vì dự kiến những chiếc MBT hạng nặng do Mỹ sản xuất phải tới quý 2 năm 2025 mới được bàn giao cho Ba Lan. Hiện tại, đại diện tập đoàn GDLS General Dynamics Land System, đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất xe tăng M1 Abram, cho biết họ không thể cung cấp cho báo chí thông tin cụ thể về ngày giao hàng hoặc số lượng vì lý do an ninh. Vào ngày 5 tháng 4 năm 2022, Ba Lan đặt mua 250 xe tăng M1A2 v 3 trị giá 4,75 tỷ đô la Mỹ. Hợp đồng còn bao gồm 26 xe hỗ trợ kỹ thuật M88A2 Hercules và 17 xe hộ tống M110 GAB. Trước đó, Ba Lan cũng đặt mua 116 xe tăng M1A1 FEP cùng với MBT. Những phương tiện sau đây đã được đặt hàng: 12 xe hỗ trợ quỹ thuật M88A2 Hecruis, 8 xe bắc cầu M1074 JIB cùng với khung gầm và 6 xe chỉ huy M577. Tất cả 116 chiếc đều được giao mặc dù hợp đồng mới chỉ được ký vào ngày 4 tháng 1 năm 2023. Ngoài ra, nhân viên của tập đoàn GDLs đã xác nhận toàn bộ 116 xe tăng M1A1 SEP của Ba Lan sẽ được nâng cấp lên tiêu chuẩn M1A2 2 cv 3 Không chỉ riêng M1A1 SEPv3, lục quân Ba Lan cũng đang liên tục được nhận xe tăng chiến đấu chủ lực K2 Black Panther do Hàn Quốc chế tạo, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn so với MBT của Mỹ. Với sự đầu tư mạnh mẽ về năng lực tác chiến như trên, quân Ba Lan sẽ mạnh nhất trong số các quốc gia NATO tại châu Âu. Ba Lan đang trở thành bức tường thành bảo vệ vững chắc sườn đông NATO nhằm sẵn sàng chặn đứng nguy cơ xung đột vũ trang trên diện rộng có thể xảy ra từ phía Nga. Lục quân Ba Lan sẽ mạnh nhất trong số các quốc gia NATO tại châu Âu. Thổ Nhĩ Kỳ đang có kế hoạch táo bạo khi quyết định xây dựng một trung tâm khí đốt lớn tại Istanbul và khả năng đi vào hoạt động trong năm 2025. Dự án này được phát triển thông qua hợp tác giữa tập đoàn Gazprom của Nga và BOTAS, tập đoàn quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Bộ trưởng Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ, Alparslan Bayrakta. Nước này sẽ tạo ra một chỉ số khí đốt trong nước mới có tên Istanbul Gas Index, IGI, tương tự như các chỉ số ở châu Âu và Mỹ. Điều này cho phép Thổ Nhĩ Kỳ và Nga áp dụng cách tính giá mới, giảm phụ thuộc vào thị trường phương Tây. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, trung tâm này mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Trước hết, nó sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm mới và tăng nguồn thu từ hoạt động vận chuyển khí đốt. Trong bối cảnh lạm phát và khủng hoảng năng lượng hiện nay, dự án này giúp Thổ Nhĩ Kỳ củng cố vị thế độc lập về năng lượng và cung cấp giá khí đốt thấp hơn cho người dân. Bên cạnh đó, vị trí địa lý đắc địa giữa châu Âu và châu Á cho phép Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát việc vận chuyển và phân phối khí đốt trong khu vực. Để đảm bảo nguồn cung, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký các thỏa thuận dài hạn với nhiều nước như Oman, Qatar, Azerbaijan và đặc biệt là Nga. Về phía Nga, Trung tâm khí đốt Istanbul mở ra cơ hội lớn khi tình hình vận chuyển của Ukraine đang bất ổn. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp bày tỏ ủng hộ dự án này với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Recep Tayyip Erdogan. Từ năm 2023, Botas và Gazprom đã ký nhiều thỏa thuận cung cấp khí đốt với giá ưu đãi. Chỉ số IGI mới cũng giúp Nga giảm tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Thay vì phụ thuộc vào chỉ số TTF của châu Âu, Nga có thể bán khí đốt theo giá Istanbul, mở ra thị trường mới với ít rủi ro địa chính trị hơn. Tuy nhiên, dự án này cũng đối mặt không ít thách thức. Dù được Nga ủng hộ mạnh mẽ, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phải cân bằng lợi ích với các đối tác khác như EU và Mỹ. Những nước này có thể không hài lòng với mối quan hệ năng lượng chặt chẽ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Dự án cũng đòi hỏi đầu tư lớn để mở rộng các nhà ga và kho chứa khí đốt. Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng với các tập đoàn như ExxonMobil và Shell để giải quyết vấn đề này, nhưng việc đạt được độc lập năng lượng hoàn toàn vẫn là mục tiêu dài hạn. Dù vậy có thể thấy, trung tâm khí đốt Istanbul là bước đi chiến lược của cả Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Nó không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp hai nước giảm phụ thuộc vào phương Tây trong lĩnh vực năng lượng thành công của dự án này có thể thay đổi căn bản cục diện thị trường khí đốt Á Âu trong tương lai. Theo báo The Kiev Independent, phía tây bắc Pokrovsk, các cuộc giao tranh trong đô thị vẫn diễn ra ác liệt ở các thành phố Toresk và New York, nơi các lực lượng liên bang Nga liên tục đạt được những bước tiến nhỏ qua các con phố đổ nát. Vào mùa xuân và mùa hè, hoạt động phòng thủ của Ukraine ở Chashopja, cách thành phố Bakhmut bị phá hủy 5 km về phía tây dường như là điểm sáng trên tiền tuyến. Tại đây, với sự hỗ trợ đáng kể của kênh Svesky Donetsk Donbass, một giao càn phòng thủ kiên cố, lữ đoàn cơ giới số 24 giàu kinh nghiệm của Ukraine đã giữ chân các lực lượng Liên bang Nga ở rìa phía tây của thành phố trong nhiều tháng. Tuy nhiên, sau áp lực liên tục, hàng loạt cuộc tấn công thất bại và việc Liên bang Nga sử dụng nhiều thiết bị bay không người lái UAV vào giữa tháng 10, tuyến phòng thủ của Ukraine ở kênh này đã bị đột phá cả trên đường cao tốc chính dẫn vào Bakhmut và ở nội đô Trashovia. Nếu có thể củng cố vị trí của mình ở phía tây kênh Siversky Donetsk, Donetsk Donbass và tiến xa hơn, các lực lượng liên bang Nga có thể tiếp cận các thành phố Slavyansk, Kramatorsk và Druskovka. Ở phía bắc, tại tỉnh Kharkov, dù tình hình khu vực xung quanh Kharkov hầu như không thay đổi kể từ đợt tiến công đầu tiên của liên bang Nga vào tháng 5, nhưng nhiều vùng lãnh thổ đã giải phóng gần Kupiansk lại đang đứng trước nguy cơ bị Moscow tái kiểm soát. Khả năng kiểm soát của Ukraine đối với vùng lãnh thổ phía đông sông Oskin đang đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng từ các cuộc tiến công của liên bang nga, đặc biệt là xung quanh Pishchany, nơi các lực lượng liên bang nga đã mở rộng được phạm vi phòng thủ khoảng 15 km để vươn tới được bờ sông. Trong khi đó tại tỉnh Kursk của liên bang nga, nơi mà cuộc đột kích bất ngờ của ukraine vào tháng 8 ban đầu đã áp đảo hệ thống phòng thủ mỏng manh ở biên giới, Kyiv cũng đang ở thế bất lợi khi các lực lượng mới của liên bang nga được điều đến giành lại hàng loạt khu định cư trong các đợt phản công liên tiếp, khu vực kiểm soát của ukraine trên lãnh thổ liên bang nga đã giảm xuống gần một nửa so với diện tích ban đầu. Ngoài lực lượng ban đầu xuyên thủng phòng tuyến của Liên bang Nga vào tháng 8, Kiev buộc phải huy động một số đơn vị mạnh nhất của mình để củng cố phòng thủ ở các khu vực thuộc tỉnh Kursk. Nhiệm vụ này được dự đoán sẽ trở nên khó khăn hơn khi lực lượng bên thứ ba tham chiến. Theo báo The Kiev Independent ngày 5 tháng 11, khu vực duy nhất trên tiền tuyến yên tĩnh hơn là tại tỉnh Zaporizhia, nhưng tình hình này có thể sẽ không kéo dài lâu. Và mùa hè và mùa thu các lực lượng Liên bang Nga đã từng bước thu hẹp dần diện tích những khu vực mà Kiev đã tái kiểm soát trong cuộc phản công mùa hè năm 2023 với tổn thất to lớn. Giờ đây, khi nhiều đơn vị mạnh của Ukraine bị rút khỏi tiền tuyến ra Zaporizhia, mối đe dọa từ một cuộc tiến công mới của Nga từ phía Nam đang gia tăng. Theo hãng tin Reuters, thị trường thủ đô Kiev Vatali Klitschko xác nhận phía Ukraine bắn hạ một chiếc máy bay không người lái drone được phóng từ phía Nga một số mảnh vỡ từ chiếc drone này rơi xuống các bãi cỏ trên bờ kè sông Dnipro đối diện công viên Muromets, quận Denis Kalskip, đông bắc thủ đô Kiev, Ukraine và gây hỏa hoạn. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về thương vong trong vụ hỏa hoạn trên. Trước đó, các quan chức Ukraine tố quân đội Nga không kích làm hư hại một số tòa nhà và đường dây điện ở Kiev. Ngoài ra, Kiev cũng cáo buộc Moscow đánh bom tại thành phố Kharkov, đông bắc Ukraine, khiến một số người bị thương. Ông Vitaly Klitschko cũng cho biết một số vụ nổ đã làm dung chuyển ký ép cuối tháng 10 và một đám cháy đã bùng phát sau cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV của Nga. Trước đó vài ngày, các kênh Telegram của Nga cũng đã đưa thiết bị bay này không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một nhà máy rượu ở tỉnh Voronezh của Nga. Thống đốc tỉnh Voronezh, ông Alexander Gusev cho hay, vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở công nghiệp chưa xác định và làm một người bị thương. Theo ông Gusev, khoảng 10 UAV của Ukraine đã bị phá hủy hoặc bị chặn lại trên khu vực này, với các mảnh vỡ rơi xuống một doanh nghiệp công nghiệp và gây ra hỏa hoạn. Gần đây nhất, các quan chức thành phố Kiev cũng cho biết Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào thủ đô Kiev của Ukraine trong nhiều giờ, khiến ít nhất một người bị thương. Theo ông Sergei Poko, người quản lý quân sự thành phố Kiev, các mảnh vỡ từ máy bay không người lái bị bắn hạ đã rơi xuống 6 quận của thành phố, là một cảnh sát bị thương khiến các tòa nhà dân cư bị hư hại và gây ra hỏa hoạn. Các phóng viên của Reuters cho biết, họ nghe thấy tiếng nổ trong và xung quanh thành phố và cảnh báo không kích đã kéo dài hơn 5 giờ. Thời gian gần đây, Nga đã tiến hành các cuộc không kích thường xuyên vào các thị trấn và thành phố của Ukraine nằm sau tuyến đầu. Quân đội Ukraine cho biết, chỉ riêng trong tháng 10, các lực lượng Nga đã phóng hơn 2.000 máy bay không người lái vào các mục tiêu dân sự và quân sự trên khắp Ukraine. Nga khẳng định, các cuộc tấn công của đất này không nhắm vào dân thường, và cho biết các cơ sở điện là mục tiêu hợp pháp khi chúng là một phần của cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Cho đến nay, phía Nga vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về các cáo buộc không kích và đánh bom trên. Đại sứ Iran tại Moscow cho biết, Nga sẽ phóng hai tên lửa của Iran lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Soyuz vào ngày 5 tháng 11, trong bối cảnh hai quốc gia đối đầu với Mỹ đang thắt chặt mối quan hệ. Cụ thể, đại sứ Iran tại Nga, Kajem Zalali cho biết, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, để tiếp tục tăng cường hợp tác khoa học công nghệ giữa Nga và Iran, hai vệ tinh của Iran là Kausher và Hot Hot sẽ được phóng lên quỹ đạo trái đất bằng tên lửa Soyuz. Việc phát triển Kausher, một vệ tinh có độ phân giải hình ảnh cao và Hot Hot, một vệ tinh truyền thông nhỏ, là nỗ lực đáng kể đầu tiên trong lĩnh vực không gian của Iran. Theo ông Jalali, hai vệ tinh trên do một công ty tư nhân của Iran sản xuất trong nước, đánh dấu cột mốc quan trọng cho thấy sự tham gia của lĩnh vực tư nhân trong ngành công nghiệp vũ trụ đang phát triển của Iran. Trước đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran nói rằng hai vệ tinh Kausha và Hot Hot được đưa đến Nga cách đây khoảng 3 tuần. Trong đó Kausha được thiết kế phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, lập bản đồ, quản lý thiên tai và giám sát môi trường. Còn Hot Hot là vệ tinh Internet. Tờ này tiết lộ Kausha bắt đầu được phát triển từ năm 2019, sở hữu các cảm biến hình ảnh độ phân giải cao, trong khi Hot Hot chỉ mất một năm để sản xuất nhờ kinh nghiệm từ Kausha. Độ tuổi trung bình của các kỹ sư tham gia thiết kế hai vệ tinh này là 25 tuổi. Đây không phải là lần đầu tiên tên lửa Soyuz đưa vệ tinh Iran lên không gian. Hồi tháng 2, Nga đã phóng vệ tinh cảm biến nghiên cứu PAS-1 của Iran vào không gian bằng tên lửa Soyuz từ sân bay vũ trụ Vostokny. Các chính phủ phương Tây, trong đó có cả Mỹ, đã nhiều lần cảnh báo Iran về những cuộc phóng vệ tinh như trên, lập luận rằng công nghệ tương tự có thể được sử dụng cho tên lửa đạn đạo, bao gồm cả những tên lửa được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân. Iran đã phản bác rằng họ không tìm kiếm vũ khí hạt nhân và các cuộc phóng vệ tinh và tên lửa của họ chỉ nhằm phục vụ những mục đích dân sự hoặc phòng thủ. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã tiêu diệt chỉ huy tình báo của Hezbollah phụ trách Syria. Cụ thể, trong một thông cáo, quân đội Israel cho biết đã tiến hành một chiến dịch không quân và tấn công các mục tiêu thuộc sở chỉ huy tình báo của Hezbollah. Thông cáo cũng cho biết thêm rằng họ đã tiêu diệt Mahmoud Mohamed Chahin, chỉ huy chi nhánh tình báo Hezbollah tại Syria trong cuộc không kích diễn ra ở Damascus. Quân đội Israel cũng tiêu diệt Riyad Rida Ghazawi, chỉ huy đơn vị tên lửa chống tăng thuộc lực lượng tinh nhuệ Rajwan của Hezbollah tại làng Al-Sustania ở miền nam Liban. Bên cạnh đó, trong một cuộc tập kích, quân đội Israel còn tiêu diệt một chỉ huy cấp cao khác của Hezbollah là Abu Ali Rida, người phụ trách khu vực Barachit ở miền nam Liban. Thông cáo của quân đội Israel nêu rõ Rida chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và đạn chống tăng nhằm vào các đơn vị của IDF và giám sát các hoạt động khủng bố của các tay súng Hezbollah trong khu vực. Ngoài ra, cuộc tập kích của IDF cũng loại bỏ Ahmad Andalo, một thành viên của lực lượng thánh chiến Hồi giáo Jihad, từng tham gia vụ tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023. Trước đó, hồi cuối tháng 10, Israel cũng tuyên bố đã hạ phó chỉ huy lực lượng Radwan của Hezbollah trong một cuộc không kích tại khu vực Nabatis của Liban. Israel cáo buộc lực lượng Radwan đã lên kế hoạch xâm phạm miền Bắc Israel nhưng không thành công. Kể từ cuối tháng 9, quân đội Israel đã đẩy mạnh chiến dịch tấn công Hezbollah, bên cạnh các địa điểm quân sự còn tập trung nhằm vào tiêu diệt các thủ lĩnh chính trị và chỉ huy quân sự của phong trào thân Iran này. Hãng tin Reuters ngày 4 tháng 11 dẫn báo cáo của Bộ Y tế Liban hôm 3 tháng 11 cho biết số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel và Liban kể từ tháng 10 năm 2023 đã tăng lên 2.986 người và số người bị thương là 13.402 người, bao gồm 18 người chết và 83 người bị thương trong 24 giờ qua. Trong một tuyên bố, Bộ Y tế Liban cho biết thêm ít nhất 772 người trong số những người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em. Theo thông tin từ các chuyên gia chia sẻ với tờ The National UAE cách đây ít lâu, cuộc không kích quy mô lớn của Israel và Iran đã gây thiệt hại nghiêm trọng hơn nhiều so với các báo cáo trước đây. Điều này khiến Iran hiện đang rất dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công tiếp theo. Hình ảnh vệ tinh đã cho thấy nhiều hệ thống radar và tên lửa phòng không tiên tiến của Iran đã bị phá hủy hoặc hư hại trong đợt tấn công từ Israel hôm 26 tháng 10 vừa qua. Trong đó có hệ thống radar Gradi có khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 1.100 km và máy bay ở tầm 600 km. Trong khi đó, nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ đánh giá, thiệt hại đối với hệ thống phòng không đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng phòng thủ của Iran. Điều này khiến các cuộc tấn công tiếp theo của Israel vào Iran trở nên dễ dàng và ít rủi ro hơn. Được biết, cuộc tấn công được thực hiện bởi khoảng 100 máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình F-35, F-16 và F-15. Quân đội Israel đã tiến hành 3 đợt không kích tầm xa nhằm vào ít nhất 20 mục tiêu trên khắp Iran. Ngoài ra, theo bà Megan Sussley, Chuyên gia về Trung Đông tại công ty tình báo Spyline nhận định việc phá hủy các hệ thống radar đã làm suy yếu đáng kể khả năng phản ứng của Iran trước các cuộc tấn công trên không. Các cuộc tấn công bổ sung vào hệ thống radar ở Iraq và Syria cũng đã làm Iran giảm khả năng phát hiện các đợt tấn công tầm xa trong khu vực. Các quan chức cấp cao của Mỹ và Israel tiết lộ, phần lớn hệ thống tên lửa S-300 của Iran, vốn có thể bắn hạ máy bay trong phạm vi 400 km, hiện đã không còn hoạt động được đáng chú ý, Israel còn nhắm vào các hệ thống phòng thủ có nhiệm vụ bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran. Hình ảnh vệ tinh cho thấy hệ thống phòng không quanh nhà máy lọc dầu Abadan và khu phức hợp hóa dầu Bandar Imam Khomeini, nơi sản xuất hàng triệu tấn sản phẩm dầu mỏ để xuất khẩu, đã bị phá hủy. Việc sửa chữa các thiệt hại này có thể mất nhiều tháng. Một khó khăn lớn là hệ thống phòng không của Nga đang phải hoạt động hết công suất để chống lại các cuộc tấn công từ Ukraine nên việc thay thế các hệ thống bị phá hủy sẽ mất thời gian. Nga cũng có thể đòi giá cao, buộc Iran phải tìm kiếm nguồn cung khác. Được biết, các cơ sở sản xuất vũ khí của Iran cũng bị nhắm tới. Cơ sở tên lửa Sharut ở tỉnh Shekman, nơi chế tạo tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn và khu công nghiệp quốc phòng patin đã bị tấn công. Theo các chuyên gia, Iran có thể mất tới một năm để khôi phục khả năng sản xuất tên lửa tiên tiến. Với những thiệt hại này, Iran khó có thể cân nhắc tấn công trực tiếp vào Israel trong vài tháng tới, ít nhất là cho đến khi hoàn thành việc sửa chữa hệ thống phòng không. Tình hình có thể trở nên phức tạp hơn nếu Donald Trump, người ủng hộ mạnh mẽ Israel và chống Iran, đắc cử Tổng thống Mỹ. Hãng thông tấn nhà nước Iran, IRNA đưa tin, trực thăng quân sự của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, gặp nạn ở thành phố Shukan, tỉnh biên giới Sistan, Baluchistan, khi đang tiến hành hoạt động chiến đấu trong một cuộc tập trận. Hai người thiệt mạng là chuẩn tướng Hamid Mazandarani, chỉ huy lữ đoàn Niveve thuộc tỉnh Golestan và Hamed Jangadi, phi công lực lượng lục quân của IRGC. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến trực thăng rơi. Hãng tin Tasnim của Iran nói rằng chiếc trực thăng gặp nạn khi đang tham gia một cuộc diễn tập. IRGC đã tiến hành cuộc tập trận mang tên Matias of Security tại Sistan, Baluchistan từ đầu tháng 11 năm 2024. Theo IRNA, chiếc trực thăng bị rơi là loại gyroplane có kích thước nhỏ và thường chỉ có hai chỗ ngồi. Sistan, Baluchistan, giáp biên giới với Pakistan là một trong những tỉnh nghèo nhất Iran. Tỉnh này thường xuyên ghi nhận các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Iran và phiến quân từ nhóm thiểu số Baluch, các nhóm Sunni cực đoan và những kẻ buôn bán ma túy. Tai nạn trực thăng hiếm khi xảy ra ở Iran. Tuy nhiên, trước đó, trong sự cố hồi tháng 5, Tổng thống Iran khi đó, là ông Ebrahim Raisi cũng đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở ông và bảy quan chức khác đâm vào sườn núi. Theo đó, Tổng thống Raisi và phái đoàn tùy tùng đang trên đường đến tỉnh Đông Azerbaijan thì trực thăng chở họ bị rơi ở khu vực vùng núi. Trên trực thăng gặp nạn còn có Ngoại trưởng Iran lúc đó, ông Hossein Amir Abdullahian. Toàn bộ thành viên trên chiếc máy bay này đã thiệt mạng. Các cuộc điều tra sơ bộ không phát hiện dấu hiệu bất thường nào cũng như loại trừ khả năng có hành động phá hoại khiến máy bay bị rơi. Trong thời gian bay và 69 giây trước khi xảy ra tai nạn, liên lạc với phi hành đoàn theo tần số đặc biệt vẫn được duy trì, cho thấy không có khả năng xảy ra bất kỳ giáo đoạn nào trong hệ thống liên lạc hoặc nhiễu tần số. Mới đây, hình ảnh tiêm kích F-16I của không quân Israel mang theo 4 tên lửa tàng hình Rampage đã gây sự chú ý lớn. Rất có thể loại tên lửa này đã và đang được sử dụng tích cực trong các chiến dịch của Tel Aviv. Tên lửa Rampage được hình thành như một vũ khí tăng cường khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược động lực chính đằng sau việc tạo ra tên lửa Rampage là nhu cầu về loại đạn tấn công tầm xa chính xác, giúp máy bay hoạt động ngoài tầm với của các hệ thống phòng không đối phương. Tên lửa Rampage đã trải qua các cuộc thử nghiệm bắt đầu từ giữa những năm 2010, trong đó nó đã chứng minh được độ chính xác ấn tượng trước nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm các vị trí kiên cố lẫn các mục tiêu di động. Khả năng tàng hình của tên lửa trước các hệ thống phòng không của đối phương cũng được thử nghiệm. Tên lửa Rampage là sản phẩm của sự hợp tác giữa tập đoàn Israel Aerospace Industrial (IAI) và tập đoàn Elbit System dựa trên mẫu tên lửa Extra của công ty Elbit. Ban đầu, tên lửa Rampage được thiết kế để phóng từ mặt đất, nhưng sau đó, tên lửa này đã được điều chỉnh để triển khai trên không, tăng tầm bắn và tốc độ khi phóng từ máy bay chiến đấu. Tên lửa Rampage có nhiều hệ thống dẫn đường, cung cấp khả năng dự phòng để nhắm mục tiêu chính xác. Tên lửa Rampage có chiều dài 4,7 m, đường kính 30,6 cm và nặng 570 kg. Tên lửa này có thể mang đầu đạn 150 kg giúp nó phát huy hiệu quả khi tấn công trung tâm chỉ huy cũng như nhiều mục tiêu quan trọng khác. Tên lửa Rampage có thể được phóng từ các tiêm kích F15, F16 và F35 của Israel. Dựa vào công nghệ tên lửa hiện nay, Rampage có giá thành tương đối phải chăng, ước tính vài trăm nghìn đô la Mỹ cho mỗi hệ thống. Amit Havivich, giám đốc tiếp thị của bộ phận kỹ thuật thuộc Israel Aerospace Industrial (IAI) nhận xét: "Đây là loại tên lửa rất khó bị đánh chặn." Trong những thập kỷ gần đây, Israel đã đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào iran đồng thời phát triển các loại đạn dược chuyên dụng cho mục đích này thông tin này chỉ được tiết lộ sau khi israel bán vũ khí cho các lực lượng không quân nước ngoài